Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận video ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ, ngày 10 tháng 1. Ở Việt Nam nó có biểu qua là ngày thứ tư rồi, ngày 11 tháng 1. Và Thuận đã vắng mặt hai ngày rồi đó, các bạn. Thuận đã bận một số những cái công việc cá nhân và cũng mới vừa xong luôn các bạn. Cho nên mấy hôm nay cũng không có nhiều thời gian để mà theo dõi thông tin. Nhưng mà Thuận cũng đã tập hợp một số những tài liệu được cảm thấy nổi bật. Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thì đầu tiên hết chúng ta hãy nhìn vào thị trường tài chính nói chung đi. Thì các bạn cũng sẽ nhìn thấy được là chứng khoán hôm nay đã cũng xanh một chút. Chúng ta nhìn cả ba chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều xanh. Và pre-market thì bây giờ đó thì cũng không có sự thay đổi nhiều. Nhưng mà chúng ta nhìn vào dầu đó, hợp đồng dầu vẫn đang tiếp tục giữ mức thấp các bạn ở 74 đô cho một thùng dầu hiện tại vàng thì tiếp tục có cái sự tăng trưởng các bạn thấy bây giờ đã hướng tới cái mức 1.900 đô cho một ounce vàng và crypto cũng xanh một chút trong vòng mấy ngày qua các bạn nhìn thấy được là BTC bây giờ đã ở mức là 17.400 đô trong khi Ethereum đã hơn 1.300 đô rồi các bạn và nếu chúng ta nhìn vào nguyên thị trường crypto nói chung đó thì dựa theo con cô đó chúng ta thấy được là vốn hóa bây giờ ở mức là gần như 900 tỷ các bạn hôm nay tăng thêm 1.1% những đồng lớn thì các bạn thấy là phần lớn đều là xanh Chúng ta có BTC tăng 1.3% Chúng ta có Ethereum tăng gần 1% Chúng ta cũng có Cardano các bạn Tuy là trong vòng 24 giờ qua chỉ tăng có 1.4% mà thôi nhưng Cardano Trong vòng 7 ngày qua đó đã tăng tổng cộng là 25% rồi các bạn Đây là điều rất là tốt đối với Thuận Tại vì các bạn đã biết là ngoại trừ có kênh Thuận Capital uh, Thuận Capital cũng đang cùng với lại một bạn vận hành một cái pool stake Cardano Như bạn cũng đã biết chính là cái pool TAVN Nếu như mà giá của Cardano mà xuống dưới 24 cent thì các bạn Thì sẽ bị lỗ khi mà vận hành cái pool đó Nhưng mà giá cũng đã gần tới cái mức là 24 cent thì các bạn nhớ là cách tay khoảng chừng một tuần đó lúc đó giá là khoảng 24.3 cent hay gì đó nhưng mà cuối cùng giá cũng đã tăng ngược cho lên ở à, mức là 31 cent này các bạn đương nhiên đây là điều đáng mừng đối với thuận rồi chúng ta nói tới một số những thông tin đã bật ngày hôm nay liên quan tới tình hình tài chính nói chung đi, rồi sau đó chúng ta sẽ nói riêng về crypto. thì trước hết hôm nay ra cái thông tin lớn nhất đó chính là Fed có cái lời phát biểu Tôi nhớ là ở thụy điển, nhưng mà cuối cùng thì cũng không gì đặc biệt đâu các bạn. những gì mà Fed nói cũng giống như những gì mà Fed đã từng nói cách đây hai ba tuần, cách đây hai ba tháng cũng tương tự như vậy mà thôi. Cũng tiếp tục nói là Fed vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu với lạm phát vẫn sẽ tiếp tục dùng mọi thứ để mà đẩy làm phát nói chung cũng không có gì gọi là quá bất ngờ cho nên cái lời phát biểu của Fed cũng không có làm cho thị trường có cái sự thay đổi ngày hôm nay điều mà chúng ta đang trông chờ nhiều hơn đó chính là cái thông tin tài liệu lạm phát chúng ta sắp sửa có trong vòng hai ngày nữa tôi sẽ chia sẻ thêm chi tiết với các bạn một lát nữa nhưng mà về việc lãi suất năm nay sẽ tăng và các bạn sẽ thấy được nó sẽ ngưng tăng bước nào đó như chúng ta đã từng nói đến nhưng mà cái điều mà nhiều người quan tâm nhiều hơn đó là không phải là cái đợt hợp kế tiếp này của Fed tăng bao nhiêu 0.25 hay là 0.5 mà điều quan trọng hơn đó cũng không phải là Fed sẽ ngưng tăng ở mức nào tại vì chúng ta cũng đã từng nghe Fed nói là sẽ ngưng tăng ở mức là khoảng 5.25 cái điều mà nhiều người quan tâm đến nhất đó chính là Fed sẽ giữ lãi suất cao bao nhiêu thời gian đó là sẽ là bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm Tại vì đó là điều mà nhiều người quan tâm đến Có thể là Fed nhưng tăng nhưng mà nếu như là xuất giữ mức cao một thời gian dài thì đương nhiên chúng ta vẫn có thể thấy là thị trường sẽ bị ảnh hưởng rất lớn đối với lãi suất cao như vậy một thời gian dài cho nên ai cũng kỳ vọng là Fed sẽ quay đầu cho năm nay giảm lãi suất nhưng mà tới bây giờ chúng ta vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu nào là Fed nó sẽ suy nghĩ đến điều đó thậm chí là trong cái văn bản họp chúng ta vừa nói đến à, tuần vừa rồi đó văn bản họp cái tây ba tuần thì lúc đó các bạn hãy nhớ là hầu như tất cả những người bỏ phiếu, tất cả những quan chức của Fed thì đều không có ai nghĩ đến việc là sẽ giảm lãi suất năm nay hết và chúng ta cũng thấy được một động thái đó nó cũng ít nhiều gì cho chúng ta thấy được là có khả năng là Fed thực sự sẽ không giảm lãi suất năm nay đó chính là cái động thái đến từ ngân hàng Wells Fargo đây là một cái ngân hàng rất là lớn ở Hoa Kỳ các bạn ngân hàng nếu như nói tới cái số lượng tiền người gửi vào đó thì ngân hàng Wells Fargo không phải ngân hàng đứng đầu nhưng mà ngân hàng Wells Fargo là ngân hàng đứng đầu trong cái lĩnh vực là cho vay tiền để cho người ta mượn tiền mua nhà các bạn. Tính cho tới năm 2021 đó là không ngân hàng nào chiếm phần trăm như là Wells Fargo hết và trước đây họ cũng nói là họ muốn chiếm phần nửa thị trường này luôn, có nghĩa là cái số lượng người mượn tiền mua nhà đó thì họ muốn chiếm phần nửa thị trường đó nhưng mà bây giờ đó thì họ lại quay đầu gần như 180 luôn các bạn, họ đã đưa ra thông báo ngày hôm nay đó làm cho nhiều người cũng rất là bất ngờ. Bây giờ họ nói là họ sẽ không tiếp tục cho vay để người ta mượn tiền mua nhà nữa, ngoài trừ Thứ nhất là các bạn đã là khách hàng của Wells Fargo nghĩa là các bạn đã có cái uh, chương mục Wells Fargo các bạn đã gửi tiền sử dụng những sản phẩm khác rồi thì họ sẽ cho các bạn vay uh, để mà đi mua nhà hay là các bạn là một người mà nằm trong cái trường hợp uh, đặc biệt giống như là uh, một người mà thuộc uh, thiểu số cần tiền để mà mua nhà thì có thể họ sẽ xem xét những trường hợp đó chứ còn một người bình thường mà không có quan hệ gì với Wall mà tới để uh, vay tiền mua nhà cho mình trước đây đó thì sẽ không được nữa. Đây là một trong uh, những cái động thái giảm thiểu cái số lượng tiền cho vay ra cực lớn luôn các bạn. Điều này đó, rất là thú vị. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là Wall đó theo thuận nghĩ đó là họ có lòng tin là Fed sẽ tiếp tục giữ lãi suất cao vì lý do đó không có phải là một sự lượng tốt nếu như mà họ tiếp tục dồn hết nỗ lực của mình để mà chiếm cái phần trăm thị trường cho vay để mà mua nhà như thế này. Tại vì có thể là cái nhu cầu vay uh, mua nhà đó nó sẽ giảm rất nhiều trong thời gian tới đây. Cho nên họ có thể là không có muốn dồn hết nỗ lực của mình vào trong lĩnh vực đó mà họ muốn cắt giảm lĩnh vực đó để có thể là chú tâm vào những cái lĩnh vực khác. Đây cũng là một cái động thái tôi cảm thấy là có khả năng là Wall Fargo đã biết cái gì đó. Cho nên bây giờ họ mới ra quyết định là cắt giảm cái bộ phận cho vay mua nhà như vậy tại vì có khả năng là fed sẽ tiếp tục giữ lãi suất cao như là fed nói từ đến cuối năm có thể là qua năm họ mới bắt đầu là mở lại cái bộ phận này để tiếp tục cho vay chứ bây giờ họ đã rau lên là cắt giảm các bạn điều này cũng cho thấy được là Fed có khả năng là sẽ không quay đầu nhanh như mọi người nghĩ đâu. Nhất là chúng ta đã vừa nhìn thấy cái phần trăm thất nghiệp uh, thường chia sẻ với các bạn cách đây vài ngày đó thì vẫn thấp các bạn. Phần trăm thất nghiệp không những là không tăng mà còn giảm nữa. Cho nên nếu như chúng ta chờ đợi là Fed nhưng tăng và giảm lãi suất đó thì phải có một trong hai yếu tố. Thứ nhất là phần trăm thất nghiệp tăng lên. Điều này uh, các bạn thấy là bây giờ đã không có dấu hiệu gì cho thấy phần trăm thất nghiệp sẽ tăng lên. Chúng ta vẫn tiếp tục nhận được những cái thông tin là có nhiều công ty sa thải nhân viên như chúng ta mới vừa nghe thông tin là petat Pet beyond thì bây giờ họ đang trên bờ vực phá sản một lần nữa và họ đã bắt đầu là sa thải nhân viên đợt này đó họ không nói rõ là sa thải bao nhiêu Tính tới cái thời điểm là giờ này năm ngoái đó thì công ty Bed Bath Beyond này có tới 32.000 nhân viên lần các bạn. Đây là một cái siêu thị à, bán đồ ở Hoa Kỳ và siêu thị này thật ra nó cũng đã trên cái đà đi xuống một thời gian dài rồi. Và tháng 8 vừa qua đó họ đã cắt tổng cộng là 20% nhân viên và họ đã đóng tổng cộng 150 cái siêu thị của họ. Nhưng mà đợt này đó thì họ không có nói là họ cắt giảm bao nhiêu nhưng mà họ nói là họ à, cần phải tìm cách nào đó để tiết kiệm được 80 đến 100 triệu thì đương nhiên một phần sẽ là cắt giảm nhân viên để tiết kiệm được số tiền này. Chúng ta tiếp tục nghe nói tới những công ty như là chúng ta thấy là Coinbase cũng đã ra quyết định là họ sẽ sa thải thêm 20% nhân viên các bạn. Thì con số này đã dựa theo bài viết của Contact Grab đó thì cũng không có nhỏ đâu. Dựa theo bài viết này đó thì 20% đại diện cho khoảng 950 nhân viên các bạn sẽ bị sa thải bởi Coinbase. Và đây không phải là cái lần đầu tiên mà họ sa nhân viên. Các bạn đã nhớ là cái tay không có lâu đó hồi tháng 6 của năm ngoái họ cũng đã sa thải 18% nhân viên rồi. Tại vì uh, Coinbase bây giờ đó chúng ta đang thấy được là không những là tình hình kinh tế nó đã bắt đầu chậm lại mà chúng ta thấy là trong thị trường crypto này đó cái nhu cầu trading cũng đã giảm rồi. Thì uh, đương nhiên thu nhập của họ cũng sẽ không còn như xưa nữa và họ đã quyết định là sẽ cắt giảm cái số lượng nhân viên này mặc dù là chúng ta nhận được những thông tin như thế này và rất nhiều luôn những công ty khác nhưng mà các bạn thấy được là phần trăm thất nghiệp không những không tăng mà còn giảm một chút nữa bây giờ đó chúng ta vẫn đang chứng kiến cái sự mất cân bằng ở trong thị trường việc làm các bạn chúng ta nhìn thấy được một số những cái ngành nghề sao đến nhân viên rất là nhiều chúng ta nói tới là ngành nghề liên quan đến công nghệ thì phần lớn những công ty à, trong thời gian đại dịch đó, họ đã mướn rất nhiều người tại vì nhu cầu sử dụng dịch vụ của họ rất là cao. Và bây giờ là nhu cầu đã không có cao nữa thì bắt đầu họ sa thải nhân viên tại vì họ mướn quá nhiều. Chúng ta đương nhiên nhìn thấy được là nhiều công ty trong thị trường crypto này sa thải nhân viên tại vì thị trường thì bây giờ là đang ảm đạm, họ sa nhân viên cũng là điều chúng ta đã từng thấy năm 2019, năm 2018 trước đó thì cũng không có gì gọi là đặc biệt. Và đương nhiên chúng ta thấy được là có một số những công ty đó giống như là EMC hay là chúng ta nói tới là Beta and Beyond, Thật ra trước khi mà có đại dịch những cái siêu thị này những công ty này họ đã trên bờ vực phá sản rồi khi mà có đại dịch thì nó giống như là một cái gì đó làm cho những công ty này sống lại các bạn lúc đó nhu cầu người ta cái gì người ta cũng mua hết á. các bạn hãy nhớ là à, những cái như là nhu cầu thiết yếu giấy vệ sinh bằng cái cá nhân các bạn thấy là tất cả đều được mua sạch hết trong thời gian dịch bệnh dẫn đến những công ty này đã có được một cơ hội để mà tiếp tục phát triển nhưng bây giờ chúng ta thấy là đã trở lại cuộc sống bình thường rồi thì những công ty này họ cũng trở lại thực tế là vấn đề của họ không có phải là tại vì dịch bệnh mà vấn đề của họ là trước khi mà có dịch bệnh thì họ đã không quản lý tốt cho nên mới dẫn đến là công ty đã trên bờ phá sản rồi thì những công ty này những công ty mà chúng ta thường hay thấy ở trên những bài báo là sa thải nhân viên các bạn chúng ta cũng đã nhìn vào cái số lượng việc làm đó thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy được là chỉ một phần trong kinh tế là đang sa thải mà thôi nhưng mà thôi thì vẫn nghĩ là chúng ta đang chứng kiến cái sự cân bằng trở lại à, giữa cái số lượng người đi kiếm việc làm và cái số lượng việc làm một ngày nào đó chúng ta thấy thấy được là cái số lượng người đi kiếm việc làm và cái số lượng việc làm nó sẽ cân bằng rồi sau đó chúng ta mới thực sự thấy là phần trăm thất nghiệp tăng lên nhưng mà cái tôi muốn nói đây nếu như các bạn đang trông chờ là tháng này tháng sau tháng tới thì Fed sẽ giảm lãi suất tại vì tình hình kinh tế và thất nghiệp tăng lên thì bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy bất cứ dấu hiệu nào là sẽ nhanh chóng thấy phần trăm thất nghiệp tăng lên hết nhưng mà còn một điều nữa ngoại trừ việc là thất nghiệp ra thì điều thứ nhì có thể khiến cho Fed giảm lãi suất trước năm 2024 đó chính là chúng ta thấy là phần trăm lạm phát giảm xuống đáng kể theo xu hướng mà Fed muốn và trước khi mà chúng ta tiếp tục nói tới một số những cái thông tin nổi bật trong video ngày hôm nay thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là dự án Metano và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay đây là một cái token được triển khai trên cái chuỗi của Ethereum và được thành lập bởi Elias The Silver bao gồm một nhóm các doanh nhân internet tự lập Tất cả các khoản đầu tư tài chính vào dự án Methanol đều miễn phí và không phải chịu các gánh nặng về tài chính. Mục tiêu của tổ chức là tạo ra một token có giá trị và có mục đích rõ ràng. Đặc biệt là dự án Methanol có mục tiêu dành 20% tổng cung để đầu tư vào công ty SpaceX. Về mặt đối tác, đó, hiện tại dự án đã được niêm yết trên các sàn giao dịch từ sàn phi tập trung đến sàn tập trung tiêu biểu như là sàn Probit Global chúng ta có công ty Congeco, market Cap, Nomix, Dextool vân vân và được kiểm duyệt qua Rockdog Tổ chức Metano là một đội ngũ vững chắc và có năng lực với lộ trình rõ ràng bao gồm thị trường NFT, Magnet và Metaverse. Tất cả các dự án sẽ hoạt động trong thế giới thực thông qua việc kết hợp công nghệ chữ khối tổng cung là 10 tỷ token. Hiện tại thì Metano sắp có cuộc thi giao dịch với tổng giải thưởng là 25 triệu Metano token tại sàn Probit Global. Nói sơ qua đó thì Probit Global là sàn giao dịch tập trung chuyên cung cấp cái đồng tiền điện tử giao dịch giao ngay và được thành lập tại Seashells và ra mắt vào năm 2018. Hiện đang là top 24 sàn giao dịch với spot và có số lượng thanh khoản khá cao với cái khối lượng giao dịch mỗi ngày trung bình tầm 100 triệu đô. Hiện tại đó thì sàn niêm yết khá nhiều gem và đã niêm yết hơn 800 All coins. Bên cạnh đó cũng có khá nhiều sự kiện hàng tuần dành cho các bạn vốn ít hoặc không có vốn thì vẫn có thể kiếm tiền miễn phí. Riêng thị trường Việt Nam thì cũng được tạo riêng cho người dùng Việt khá nhiều sự kiện miễn phí Các bạn có thể tìm hiểu thêm Ok, chúng ta quay lại với cuộc thi giao dịch của Metano Sự kiện này bắt buộc người dùng phải stake 100 token prop PROB Prop là token của sàn Probit 100 prop tương đương với khoảng chừng là 13 đô la với cái mức giá hiện tại các bạn lưu ý khi mà stake đó thì sẽ bị lock trong vòng 6 tháng và stake một lần thì vẫn có thể để đó để tham gia các sự kiện khác của sàn mà vẫn được tính sau khi mà stake thành công, các bạn có thể tiến hành giao dịch cặp Metano USDT để được lọt vào top. Các bạn có thể check xếp hạng của mình thông qua bảng xếp hạng tại cái link này. Và hiện tại check thì có 20 slot để share phần thưởng 25 triệu Metano. Top 20 khoảng 100 đồng USDT và top 1 khoảng trên 300 đồng USDT so với cái giá hiện tại. Những người nào mà quan tâm thì có thể xem thêm thông tin ở phần mô tả của video này. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay Metano. Chúng ta bây giờ hãy trở lại để tiếp tục tìm hiểu những thông tin nổi bật của ngày hôm nay. Các bạn đã nhớ đó là Fed đương nhiên là muốn cái phần trăm lạm phát đâu đó khoảng chừng 2%, đó là cái mong muốn của Fed. Nhưng mà không có nghĩa là Fed phải chờ đến phần trăm lạm phát là 2% họ mới bắt đầu cắt giảm lãi suất. Cái mà họ đang muốn thấy được là có những cái dấu hiệu rõ ràng là phần trăm lạm phát đi xuống và về cái xu hướng là 2%. Thì Fed không có nói rõ là có những cái tài liệu gì À, thì Fed mới bắt đầu là suy nghĩ đến giảm lãi suất nhưng mà Fed chỉ nói là nếu như chúng ta thấy cái xu hướng rõ ràng sẽ tiếp tục đi về xuống 2% thì đã đủ rồi đối với Fed thì có nghĩa là theo thuận nên chúng ta cần phải thấy là vài tháng phần trăm lạm phát giảm xuống và có thể là xuống tới mức khoảng chừng là 4-3% gì đó thì lúc đó Fed có thể là sẽ à, giảm lãi suất trong năm nay đó chính là điều mà chúng ta chờ đợi nhưng mà có là sự thật hay không chúng ta đương nhiên không thể nào biết được cái mà chúng ta đang chờ đợi đó chính là chúng ta nhìn vào chỉ số CPI của tháng này. Nếu như mà tháng này lại là một tháng mà chúng ta thấy cái phần trăm lạm phát tiếp tục giảm nữa thì chúng ta sẽ có 3 tháng liên tục phần trăm lạm phát đã đi vào cái xu hướng giảm mà chúng ta muốn. Thì trong tháng này đó các bạn sẽ nhìn thấy được là cái phần trăm lạm phát chỉ số CPI sẽ được công bố vào ngày thứ năm tại Hoa Kỳ các bạn. Chúng ta thấy được là hiện bây giờ đó ước tính là cái CPI 12 tháng một năm đó là khoảng 6 trăm so với lại trước đó là 7.1. Nói chung thì chúng ta cần phải thấy được là thứ năm tuần này phần trăm CPI giảm xuống còn có 6% phần năm hay là tốt hơn thì thị trường sẽ rất là xanh. Nếu như mà chúng ta thấy là phần trăm CPI mà không có giảm như mong muốn đó, thì có thể là sẽ không tốt cho thị trường đâu các bạn. Và đương nhiên chúng ta nhìn vào cái chỉ số Core CPI nghĩa là phần trăm lạm phát không tính lương thực và năng lượng thì cũng đang có ước tính là sẽ giảm xuống Thường nhớ hình như đây là cái lần đầu tiên mà có ước tính là phần trăm Core CPI cũng giảm luôn Những tháng trước đó đó thì chỉ là tăng nhưng mà tăng chậm lại Nhưng mà đây là lần đầu tiên thường nhớ là họ ước tính là sẽ giảm từ 6 còn 5 phần trăm Nói chung thì nhiều người có kỳ vọng là thứ năm tuần này chúng ta nhận được thông tin tốt đi qua Core CPI Và đây sẽ là cái mà làm cho thị trường có cái sự dao động trong tuần này và chúng ta sẽ biết được thông tin này vào lúc 8 giờ rưỡi sáng à, ngày thứ năm tại Hoa Kỳ giờ New York, có nghĩa là 5 giờ rưỡi sáng à, giờ Cali và những bạn nào ở Việt Nam thì sẽ biết vào lúc 8 giờ rưỡi tối ngày thứ năm tại Việt Nam khi mà có thông tin thì sẽ chia sẻ nhanh chóng với các bạn và có thể nhiều bạn sẽ hỏi là xu hướng của lạm phát thì ước tính của Thuận như thế nào hơn một năm qua thì thùng với các bạn rất thường xuyên xem cái trang web là Truflation là cái trang web mà họ ước tính phần trăm lạm phát của công ty này mà thôi không phải là cái phần trăm lạm phát chính thức của chính phủ Hoa Kỳ đây là công ty tư nhân họ thu thập khoảng chừng là 30 dữ liệu khác nhau và họ ước tính là phần trăm lạm phát thật là khoảng bao nhiêu chúng ta sẽ không cần phải quan tâm nhiều đến cái phần trăm nữa các bạn cái chúng ta quan tâm là xu hướng mà thôi và các bạn thấy được là cách đây một tháng đó cái chỉ số trên inflation là 6.04 phần trăm bây giờ là 5.73 có nghĩa là xu hướng vẫn là cái xu hướng đi xuống có nghĩa là khả năng chúng ta thấy được là chỉ số CPI sẽ giảm nhưng mà câu hỏi là có giảm như là mong muốn hay không tại vì thị trường mong muốn là giảm tới mức là 6.5 đó mới là câu hỏi quan trọng trong tuần này còn về khi nào thì phép mới hợp kế tiếp thì cuộc họp đầu năm của Fed sẽ diễn ra trong vòng 3 tuần nữa các bạn. Trong vòng 21 ngày nữa chúng ta sẽ có cuộc họp đầu tiên của năm 2023 này đến từ Fed. Và ước tính bây giờ thì ra sao? Ước tính bây giờ ra thì các bạn thấy được là phần trăm lãi suất của Fed là khoảng 4.5% thì 76 0.7% hoạt đồng tương lai bây giờ của CMB đang nghiêng về là Fed sẽ tăng chỉ có 0.25 mà thôi còn lại là 23.3% nghĩ là Fed sẽ tăng 0.5 nhưng mà thật ra đó thì các bạn thấy được phần trăm kỳ này tăng chỉ bao nhiêu cũng không quan trọng bằng là Fed có thay đổi dòng điệu hay là không chúng ta muốn xem coi là Fed có thật sự vẫn tiếp tục cứng rắn nói là sẽ không giảm lãi suất cho đến khi nào mà thấy cái phần trăm lạm phát giảm rõ rệt hay là phải chờ tới qua năm hay không đó là điều chúng ta muốn xem là Fed sẽ phát biểu như thế nào còn về phần trăm tăng trưởng thì nó đã không còn quan trọng như trước đó nữa tại vì <laughs> trước sau gì cũng phải tăng lên tới mức mà Fed muốn khoảng chừng 5.25 thì tăng nhanh hay tăng chậm cuối cùng cũng phải tăng ở mức đó mà thôi đó là điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta cũng có một cái thông tin khác cũng khá là thú vị, các bạn. Đó là cái thông tin đến từ công ty Microsoft. Thì công ty Microsoft đó họ muốn đầu tư 10 tỷ đô la để mà mua lại tổng cộng là 49% của Chat GPT à, của công ty OpenAI, các bạn. Có thể là nhiều bạn đã từng nghe nói tới Chat GPT rồi. Đây là một cái trang web, một cái giao thức, các bạn. Đây là một cái nguyên mẫu à, về cái cách tìm kiếm tài liệu trên internet sử dụng trí tự nhân tạo thì đây là một cái đề tài rất nóng có thể nhiều bạn cũng đã từng sử dụng rồi đây là một cái trang web giống như là Google thì trong vòng bao nhiêu năm qua các bạn chúng ta đã thấy là Microsoft liên tục muốn chiếm một cái phần trăm nào đó trong thị trường nhưng mà tới cuối cùng thì vẫn thua Google các bạn Google chiếm lĩnh hầu như là phần lớn thị trường này rồi và chúng ta có thể nhìn thấy được là trong bao nhiêu năm qua đó thì Microsoft đã từng đưa ra sản phẩm riêng của họ là Bing mà hầu như cũng không có ai sử dụng nói chung thì Microsoft bao nhiêu năm qua đã muốn đi vào thị trường này và Google đã thì đang chiếm lĩnh thì bây giờ chúng ta có một cái đề tài mới là chat GPT nó không giống như Google một chỗ là giả sử như thường muốn tìm hiểu cái thông tin liên quan đến bong bóng tulip đi nếu như thường hỏi là is tulip bubble real có nghĩa là bong bóng tulip có thật hay là không thì các bạn sẽ thấy được là ở trên uh, chat GPT đó nó không giống như Google thay vì Google là cho các bạn nhiều cái link các bạn có thể tìm hiểu và đọc thông tin tài liệu thì chat GPT đó nó có thể tổng hợp lại dựa theo uh, chú trí nhân tạo để mà trả lời câu hỏi của thuận dựa theo những gì mà họ tìm được ở trên internet nó không có giống như là Google nó là một cái bước tiến tới cao hơn nữa thay vì các bạn phải đi tìm thông tin uh, từ những nguồn tổng hợp lại thì uh, đây là một cái chương trình có thể tổng hợp cái thông tin đó với các bạn. Giống như là nếu các bạn à, tìm hiểu về bóng bóng tulip à, đã xảy ra vào những năm nhiều nghìn sáu trăm ba mươi đó, thì à, chúng ta sẽ biết là tuy có nhiều câu chuyện liên quan tới bóng bóng tulip nhưng mà sự thật đó về phương diện lịch sử thì không có nhiều tài liệu cho thấy được là chúng ta thực sự là có một cái bong bóng lớn như là trong những câu chuyện được thiêu dệt lên và phần lớn những câu chuyện liên quan tới bong bóng tulip đã đến từ một cái cuốn sách các bạn một cái câu chuyện là người ta chuyên miệng với nhau người ta đọc và người ta chia sẻ với cuốn sách đó chứ nó không phải dựa vào toàn bộ là tài liệu lịch sử cũng như là nhiều bạn nào mà là fan của tam quốc chí thì cũng đã biết là nếu chúng ta nói tới lịch sử tam quốc thì nó không có giống như là cái cuốn chuyện tam quốc diễn nghĩa của là quán chung các bạn hai cái đó là khác nhau. Đương nhiên trong cái tiểu thuyết Tham mưu di Nghĩa của La Quang Trung thì sẽ có nhiều cái tình tiết nó thiêu dệt lên để mà dựng làm phim Và có nhiều cái nó sẽ không hoàn toàn đúng sự thật các bạn để cho nó hấp dẫn hơn Thứ thật nó không phải là như vậy thì cũng tương tự Chúng ta thấy được là có hoa tulip bán với cái giá cao thời điểm đó hay không thì có các bạn Nhưng mà cái chúng ta không có rõ là cái bong bóng hoa tulip mà được nói tới bởi những cái câu chuyện đó Thì nó có thật sự là ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế lúc đó hay không Hay là nó chỉ uh, ảnh hưởng tới một phần nhỏ của nền kinh tế mà thôi đó là những cái chúng ta hoàn toàn không biết được tại vì không có tài liệu lịch sử những cái này thì các bạn có thể bỏ thời gian ra để mà tìm đọc thì cũng có thể kiếm được trên google nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy được đà chat GPT có thể tìm kiếm được những cái thông tin này một cách nó nhanh gọn lẹ thì các bạn thấy là Microsoft đương nhiên đã muốn đầu tư vào công ty này tại vì họ không có muốn là chậm một bước để cho Google lại đầu tư vào công ty OpenAI này để có được chat GPT thì họ sẽ gặp với nhiều vấn đề thì như bạn họ nói là tại sao mà họ chỉ muốn mua lại 49% của cổ phần mà thôi thật ra trước đây đó họ đã đầu tư một lần rồi các bạn khi chúng ta nhìn vào tài liệu được chia sẻ trên Yahoo Finance thì năm 2019 khi mà công ty OpenAI bắt đầu thì họ đầu tư 1 tỷ đô la. Sau này ra họ có cái sản phẩm là ChatGPT thì Microsoft đầu tư thêm nhiều tiền nữa, đó là cái dự tính của họ hiện tại. Điều này cũng có nghĩa là cái công ty này đánh giá lên tới 29 tỷ đô la thì Tại sao mà Microsoft không mua hết luôn đi? Tại sao họ chỉ muốn mua 49%? tôi nghĩ có nhiều lý do, thường không có thực sự rõ, nhưng mà có thể là liên quan đến uh, chống độc quyền. Nếu như mà họ muốn sở hữu quá nhiều công ty này thì có thể là sẽ không có được cho phép. Tại vì cái luật chống độc quyền uh, sẽ không cho phép họ làm như vậy. Đó là thông tin liên quan tới Microsoft tôi muốn chia sẻ với các bạn. yo yo i'm like an addict do i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing got